Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Đoàn đại biểu của Thị ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã, các ban ngành đoàn thể và lực lượng vũ trang thị xã Nghi Sơn đã tới dâng hương, hoa, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thị xã. Đảng ủy Công đoàn Cơ quan Thị ủy, Đoàn thể tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, Công đoàn năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Đảng bộ Cơ quan Ủy ban Nhân dân thị xã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng, Cơ quan, Công đoàn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ngày 7 tháng 2, đoàn đại biểu của Thị ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã, các ban ngành đoàn thể và lực lượng vũ trang thị xã Nghi Sơn đã tới dâng hương hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ. Tham dự buổi lễ có các đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã, đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, đồng chí Nguyễn Thế Anh, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể thị xã. Trong không khí thành kính trang nghiêm, đoàn đã đặt vòng hoa của Thị ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã Nghi Sơn mang dòng chữ kính viếng các anh hùng liệt sĩ. Vòng hoa của lực lượng vũ trang và nhân dân thị xã Nghi Sơn mang dòng chữ đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ. Tại buổi lễ, sau một phút tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, các đồng chí lãnh đạo thị xã cùng các đại biểu đã dâng hương lên từng phần mộ liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với những người con của quê hương đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, chiều ngày 7 tháng 2, các đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã, Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đã đi thăm, động viên, chúc Tết Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn, Công an thị xã và Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Nghi Sơn, cùng đi có đại diện Văn phòng Thị ủy. Tại các nơi đến thăm, sau khi nghe lãnh đạo các cơ quan, đơn vị báo cáo nhanh về tình hình thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2023, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ, người lao động và công tác trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đồng chí Trịnh Xuân Phú, Bí thư Thị ủy ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế, người lao động của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023. Chia sẻ những khó khăn với các cơ quan, đơn vị, đồng thời đề nghị cán bộ, chiến sĩ cùng đội ngũ y bác sĩ, nhân viên các đơn vị tiếp tục nỗ lực hơn nữa, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và phòng chống các loại tội phạm,
vì cuộc sống bình yên và sức khỏe của nhân dân, nhất là trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Thị ủy Trịnh Xuân Phú đã gửi tới các đồng chí lãnh đạo bệnh viện, công an, ban chỉ huy quân sự cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ, y bác sĩ, điều dưỡng lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất, chúc các cơ quan, đơn vị cùng gia đình đón Tết vui tươi, an toàn, sức khỏe, hạnh phúc và tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Chiều 6 tháng 2, Đảng ủy Công đoàn Cơ quan Thị ủy, Đoàn thể tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng Công đoàn năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Tham dự có đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Thủ trưởng Cơ quan Thị ủy, đồng chí Đinh Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Thị ủy, Đoàn thể, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy cùng cán bộ, đảng viên Cơ quan Thị ủy, Đoàn thể. Thực hiện nhiệm vụ trong năm 2023, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo các chi bộ, đảng viên thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và nhiệm vụ chính trị của thị xã, tham gia học tập nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh ủy, của thị ủy. Cán bộ, đảng viên tin tưởng tuyệt đối và chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, luôn đấu tranh chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, tăng cường lãnh đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác với các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới. Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo các chi bộ và đảng viên trong đảng bộ, chấp hành nghiêm điều lệ đảng, thực hiện nghiêm túc kịp thời các văn bản, quy định của đảng và chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt và thực hiện nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, chi bộ. Cùng với đó, công tác lãnh đạo chỉ đạo các chi bộ và đảng viên thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng được triển khai thực hiện tốt. Đối với hoạt động của công đoàn, trong năm 2023, Công đoàn Cơ quan Thị ủy, Đoàn thể đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Hiện nay, tổng số cán bộ đoàn viên công đoàn của Cơ quan Thị ủy, Đoàn thể là 56 đoàn viên, trong đó nữ 27 đồng chí, 100% là đảng viên. Trong năm, Công đoàn Cơ quan đã bám sát định hướng của Đảng ủy, Công đoàn cấp trên để làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên công đoàn. Công tác tham gia quản lý nhà nước, đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động. Thực hiện tốt việc thăm hỏi hiếu hỉ đối với đoàn viên, thân nhân đoàn viên. Các phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo, phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà, học tập, nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển. Phong trào xây dựng cơ quan xanh, sạch đẹp, công tác phát triển đoàn viên, công tác nữ công và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh được chú trọng. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Thủ trưởng Cơ quan Thị ủy đã ghi nhận và biểu dương những thành tích, kết quả mà Đảng bộ và Công đoàn Cơ quan Thị ủy, Đoàn thể đạt được trong năm 2023. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy nhấn mạnh, năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm kề cận với Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030. Do vậy, các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ thị xã, trong đó có Đảng bộ Cơ quan Thị ủy, Đoàn thể là hết sức quan trọng và đóng góp vai trò rất quan trọng trong vấn đề thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2024 trên địa bàn thị xã. Do vậy, cùng với cấp ủy chính quyền và các cấp, các ngành, Đảng bộ Công đoàn Cơ quan Thị ủy, Đoàn thể phải tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, không ngừng phấn đấu nỗ lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, linh hoạt, sáng tạo, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, tham mưu và triển khai thực hiện đạt kết quả cao hơn, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đề nghị trên cơ sở chương trình kế hoạch công tác năm 2024 của Ban Thường vụ Thị ủy và của Công đoàn cấp trên, Đảng ủy, Công đoàn Cơ quan Thị ủy, Đoàn thể, thị xã chủ động xây dựng chương trình kế hoạch công tác năm 2024 sát với tình hình thực tế và triển khai thực hiện hiệu quả ngay từ những tháng đầu năm, giữ vững danh hiệu Đảng bộ Cơ quan Thị ủy, Đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là đơn vị tiêu biểu dẫn đầu trong các đảng bộ, chi bộ trên địa bàn thị xã. Ban Thường vụ Đảng ủy tăng cường và nâng cao hiệu quả hơn nữa công tác lãnh đạo chỉ đạo đối với các chi bộ và đối với các tổ chức đoàn thể, trong đó có tổ chức công đoàn, để tạo sự đổi mới, đột phá trong công tác tham mưu và tổ chức thực hiện theo hướng chất lượng hơn, hiệu quả hơn. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát đối với các chi bộ và cán bộ đảng viên trong việc chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, kết quả thực thi công vụ, để chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, yếu kém.
tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Thị ủy chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, thực hiện tốt chức năng tập hợp, tuyên truyền, vận động, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng, đi đôi với đề cao trách nhiệm của đoàn viên, hội viên, phát huy hiệu quả vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tổ chức công đoàn cơ quan cần tiếp tục đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, chú trọng việc phát động các phong trào thi đua, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, thống nhất, góp phần hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đề ra. Tại hội nghị, Đảng ủy cơ quan đã khen thưởng cho 2 chi bộ và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2023. 6 cá nhân được Liên đoàn Lao động thị xã tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2023. Công đoàn cơ quan thị ủy đoàn thể khen thưởng 2 tổ công đoàn và 10 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công đoàn năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, ngày 6 tháng 2, Đảng bộ, cơ quan, công đoàn, Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn đã tổ chức hội nghị tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tới dự có đồng chí Nguyễn Thế Anh, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn. Các đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, Bí thư Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan Ủy ban nhân dân thị xã. Nguyễn Quốc Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Ủy ban nhân dân thị xã. Nguyễn Bá Phương, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân thị xã đồng chủ trì hội nghị. Đảng bộ cơ quan Ủy ban nhân dân thị xã hiện có 214 đảng viên sinh hoạt tại 19 chi bộ. Trong năm 2023, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Qua đó góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chính sách cán bộ được quan tâm thực hiện, đã đề nghị xét tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho một đảng viên. Qua đánh giá xếp loại trong năm 2023, Đảng bộ có 40 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bằng 18,69%, 171 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ bằng 79,91%. Có 5 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 14 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2023, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn thách thức, song với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, sự nỗ lực phấn đấu của cán bộ công chức người lao động trong cơ quan Ủy ban nhân dân thị xã đã tích cực tham mưu cho Thị ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện đồng bộ các giải pháp. Vì vậy, tình hình kinh tế xã hội của thị xã tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Đối với hoạt động của công đoàn trong năm 2023, được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy, sự phối hợp của Thủ trưởng cơ quan và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội trong đơn vị và giúp đỡ chỉ đạo sát sao của Thường trực Liên đoàn Lao động thị xã, đặc biệt là sự chủ động, cố gắng và nỗ lực của đội ngũ cán bộ công chức viên chức, lao động hợp đồng, công đoàn cơ quan Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn đã tranh thủ những thuận lợi, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023. Hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên và người lao động luôn được quan tâm kịp thời và thiết thực. Năm 2023, công đoàn đã tổ chức vận động đoàn viên tham gia các phong trào ủng hộ hoạt động xã hội từ thiện, đã vận động các đoàn viên ủng hộ các quỹ với tổng kinh phí gần 75 triệu đồng. Các tổ công đoàn còn xây dựng quỹ để thăm hỏi cán bộ đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ốm đau, hiếu hỉ với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Anh, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn đã ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của Đảng ủy cơ quan công đoàn Ủy ban nhân dân thị xã. Phát huy kết quả đạt được, năm 2024 được xác định là năm bản lề thực hiện các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020-2025 với yêu cầu trách nhiệm cao hơn. Vì vậy, cơ quan Ủy ban nhân dân thị xã cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, sự tâm huyết, chủ động sáng tạo của các phòng ban đội, các cơ quan đơn vị và cán bộ công chức viên chức, gắn với tăng cường kiểm tra giám sát, xử lý vi phạm của các phòng ban ngành và Ủy ban nhân dân các xã phường, mà trước hết là người đứng đầu các cơ quan đơn vị và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2024 ngay từ ngày đầu tháng đầu năm mới. Công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban nhân dân thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã sẽ tiếp tục đổi mới theo hướng linh hoạt, quyết liệt, cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm
vừa tập trung nghiên cứu giải quyết những vấn đề có tính chất phức tạp, nhất là những vấn đề được xác định tại nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ 26 và quy hoạch chung khu kinh tế Nghi Sơn đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, vừa quan tâm giải quyết dứt điểm các vấn đề nổi cộm bức xúc mới phát sinh, tạo chuyển biến thực sự rõ nét trên các lĩnh vực. Bên cạnh đó, tiếp tục tập trung chỉ đạo giải quyết hiệu quả các khó khăn vướng mắc, bất cập trong công tác tham mưu triển khai nhiệm vụ của các phòng ban đội và Ủy ban Nhân dân các xã phường, trọng tâm là chỉ đạo tháo gỡ các vấn đề liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng. Chủ đề của năm 2024 của thị xã xác định là đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hành động và hiệu quả. Trong đó, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã nhấn mạnh đến tinh thần đoàn kết, mà trước hết là đoàn kết trong lãnh đạo, đoàn kết trong lãnh đạo các phòng, ban, đội, đoàn kết trong nội bộ, phòng, ban, chuyên môn và đoàn kết giữa các phòng, ban, đội trong cơ quan. Kỷ cương là sức mạnh của cơ quan đơn vị. Kỷ cương phải gắn với kỷ luật, đề cao trách nhiệm với công việc được giao. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã nhấn mạnh. Thì với cán bộ công chức của Ủy ban, thì tôi mong các đồng chí trước hết là phải trách nhiệm với công việc được giao, suy nghĩ hết việc chứ không hết giờ. Báo cáo với đồng chí là việc của Nghi Sơn ấy, thì không nên để việc của ngày hôm nay sang ngày mai. Và vì vậy thì mỗi cán bộ từ lãnh đạo đến công chức thì phải coi và đặt công việc lên hàng đầu. Xử lý công việc cho một tổ chức cá nhân thì phải coi như việc gia đình mình. Hành động ở đây báo cáo đồng chí là năm nay chúng ta thêm một cụm từ hành động. Và tránh tình trạng nói thì hay, làm thì dở. Nói nhiều, làm ít. Đùn đẩy né tránh, không làm hoặc không dám làm. Không vì lợi ích chung của cơ quan đơn vị, không vì lợi ích của nhân dân và doanh nghiệp tổ chức. Đề nghị các đồng chí năm nay chúng ta phải hành động. Nói là phải làm, nói đi đôi với làm. Và cuối cùng là hiệu quả. Thì cái đích cuối cùng của học tập hay làm việc đều phải là gắn với hiệu quả. Thì đề nghị các đồng chí là việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ phải được ghi nhận, đánh giá thông qua kết quả hoàn thành công việc được giao. Muốn có hiệu quả thì phải chịu khó nghiên cứu, học hỏi, coi việc xử lý công việc là đam mê. Và đam mê với nghề nghiệp chính là hạnh phúc của mỗi cán bộ công chức. Và từ hiệu quả công việc sẽ là cơ sở để lãnh đạo thị xã đánh giá trong quy hoạch và bố trí sắp xếp cán bộ. Và tôi nghĩ rằng việc chọn người ai cũng có giá trị của bản thân. Vì vậy sắp đúng người đúng việc sẽ tạo được hiệu quả công việc cao nhất. Và tôi mong các đồng chí sẽ vì cái sự nghiệp chung với tình yêu quê hương Nghi Sơn để cống hiến trong công việc. Và đối với đảng ủy thì tôi đề nghị tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo. Phải thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện nền nếp sinh hoạt chi bộ và thực hiện đúng các cái quy định trong sinh hoạt chi bộ. Và quan tâm lãnh đạo toàn diện các mặt lĩnh vực cả chuyên môn, công đoàn, đoàn thanh niên. Và phải có nhận xét, đánh giá, đề xuất quy hoạch và bố trí cán bộ cũng như cử cán bộ đi đào tạo, tạo nguồn cho thị xã. Và tôi đề nghị với công đoàn thì tiếp tục quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, đề xuất với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tổ chức các hoạt động công đoàn, tạo gắn kết giữa các đoàn viên. Và thường xuyên động viên thăm hỏi các gia đình khi có ma chay hữu hỉ. Và tiếp tục quan tâm đến các gia đình đoàn viên khó khăn, động viên kịp thời là liều thuốc tinh thần quý báu, khích lệ cán bộ công chức viên chức người lao động để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Và chuẩn bị đón năm mới Giáp Thìn, để thay mặt cho lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thị xã xin chúc các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí cán bộ công chức viên chức người lao động thị xã và gia đình một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc, mọi sự tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Thay mặt hội đồng thi đua khen thưởng, đại diện phòng nội vụ đã công bố các kết quả khen thưởng của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã cho 3 tập thể và 34 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Quản Giang Thao, Phó Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã. Đảng ủy cơ quan Ủy ban Nhân dân thị xã khen thưởng cho 5 chi bộ và 40 đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác Đảng năm 2023. Tặng cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa cho Công đoàn cơ quan Ủy ban Nhân dân thị xã. Tặng bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 2 cá nhân. Khen thưởng cho 10 tập thể và 31 cá nhân có thành tích xuất sắc
trong công tác công đoàn năm 2023. Kết luận hội nghị, đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thị xã, Bí thư Đảng ủy, Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban dân thị xã, đề nghị phát huy kết quả đạt được năm 2023. Đảng bộ, cơ quan, công đoàn cơ quan Ủy ban dân thị xã thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Thế Anh, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thị xã, quán triệt sâu sắc quan điểm, chỉ đạo, điều hành, thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2024, đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hành động và hiệu quả. Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, tất cả vì sự phát triển của thị xã và đời sống của nhân dân. Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024. Tập trung xây dựng chi bộ 4 tốt, lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chất lượng sinh hoạt tốt, đoàn kết, kỷ luật tốt, cán bộ đảng viên tốt, xây dựng đảng bộ, cơ quan, công đoàn cơ quan Ủy ban dân thị xã vững mạnh toàn diện. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, ngày 6 tháng 2, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Vietcombank chi nhánh Nghi Sơn phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã tổ chức bàn giao nhà đại đoàn kết cho các hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phú Sơn và phường Mai Lâm. Dự buổi lễ trao nhà có đồng chí Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã; đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã; ông Lê Thành Đức, Phó Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Vietcombank chi nhánh Nghi Sơn, cùng lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể địa phương. Với tinh thần tương thân tương ái, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Vietcombank chi nhánh Nghi Sơn đã hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho gia đình anh Nguyễn Văn Cường, thôn Nam Sơn, xã Phú Sơn và gia đình anh Lê Vinh Mạnh, tổ dân phố Hữu Tài, phường Mai Lâm. Mỗi gia đình trên được hỗ trợ 50 triệu đồng. Phát biểu tại buổi bàn giao nhà, đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, ghi nhận và đánh giá cao hoạt động của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Vietcombank chi nhánh Nghi Sơn trong việc hỗ trợ xây nhà cho hai hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên. Đồng chí mong muốn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Vietcombank chi nhánh Nghi Sơn ngày càng phát triển vững mạnh, tiếp tục chung tay cùng chính quyền địa phương xây dựng nhiều ngôi nhà đại đoàn kết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần chia sẻ, giúp đỡ, tạo điều kiện cho người nghèo trên địa bàn có nhà ở, ổn định cuộc sống và vươn lên từng bước thoát nghèo. Ngày 6 tháng 2, Trường Trung học Phổ thông Tĩnh Gia 1 phối hợp với Hội Chữ Thập Đỏ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Khuyến học Nhà trường tổ chức chương trình Tết Nhân ái Xuân Giáp Thìn 2024. Sự chương trình có đồng chí Trần Thị Ngọc Ánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Bí thư Thị đoàn Nghi Sơn, cô Nguyễn Thị Hà, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Tĩnh Gia 1 cùng toàn thể cán bộ giáo viên và học sinh nhà trường. Trường Trung học Phổ thông Tĩnh Gia 1 hiện có hơn 1.900 học sinh, trong đó có 174 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thực hiện chương trình Tết Nhân ái Xuân Giáp Thìn năm 2024, Hội Chữ Thập Đỏ, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Khuyến học Trường Trung học Phổ thông Tĩnh Gia 1 đã trao 174 suất quà Tết cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá từ 300.000 đồng đến 1 triệu đồng, với tổng trị giá hơn 83 triệu đồng. Những phần quà từ chương trình Tết Nhân ái là món quà ý nghĩa động viên tinh thần cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tạo động lực cho các em học sinh vươn lên trong học tập. Nhân dịp này, Thị đoàn Nghi Sơn đã trao 10 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vươn lên trong học tập. Chương trình truyền hình của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch Thị xã Nghi Sơn đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.